Xin chào các bạn. Tâm lý của một người đàn ông sau khi chia tay với người thứ ba thì đây rõ ràng là một cái điều mà khiến cho người vợ quan tâm nhất. Và nếu một người thứ ba nào đó yêu thương người đàn ông của mình thì cũng muốn biết rằng người đàn ông của họ nghĩ gì và sẽ sống ra sao đây khi mà chia tay với họ. Rất là nhiều người phụ nữ là vợ sau khi mà biết bản thân mình đang bị chồng phản bội, có một cái mối quan hệ ngoài luồng với người thứ ba song hành cùng với cuộc hôn nhân của họ, thì cái cảm giác đương nhiên của rất là nhiều người sẽ chọn đó là muốn tìm bằng chứng, muốn bắt tận tay, thậm chí là có những người mướn công ty thám tử để tìm ra sự thật, để đối chất với chồng của mình. Nhưng các bạn biết không, khi mà các bạn đối diện với cái điều đó đã khiến cho các bạn đau lòng rồi, mà không có cái sự đau lòng nào hơn cái việc mà người đàn ông của bạn lại thú nhận ra rằng họ rất là yêu người thứ ba kia và họ không thể dừng được cái cảm xúc yêu khi mà người thứ ba đó xuất hiện. Một sự thật là đang cùng sống với bạn nhưng mà lại mang trái tim và tâm hồn hướng về một người phụ nữ khác, thì hỏi bạn, bạn có đau hay không? Cho dù là người thứ ba có được trở thành vợ, mà khi người đàn ông của bạn yêu một người phụ nữ khác, khi mà đang sống với bạn, người phụ nữ nào cũng rơi vào trạng thái hết sức là sốc, hết sức là đau lòng. Nhưng mà cái cảm giác của tất cả mọi người phụ nữ đều muốn biết rằng người đàn ông sau khi chia tay với người tình của họ thì họ sẽ suy nghĩ như thế nào. Video này của mình chia sẻ đến các bạn về tâm lý của người đàn ông nghĩ gì và suy nghĩ những cái gì và chịu đựng những cái điều gì khi mà chia tay với người thứ ba. Đây có thể nói là một cái video hướng bạn đến cái điều tích cực. Nếu bạn là vợ, bạn sẽ biết cách giúp cho chồng bạn mau lành những vết thương trong cái giai đoạn anh ấy đang cần dưỡng thương bạn nhé. Và đối với người thứ ba thì bạn cũng biết được cái tâm trạng của một người đàn ông khi mà yêu thật bạn, họ đã dành tình cảm cho bạn như thế nào. Và khi họ đã chọn gia đình thì bạn cũng nên chọn cho mình một cái hướng đi khác tốt đẹp hơn và mới mẻ hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào cái phần đầu tiên trong cái tâm lý của người đàn ông phải gánh chịu, đó chính là cái cảm giác thất tình. Phải nói rằng anh ta rơi vào cái trạng thái như lúc đầu tiên anh ta cũng yêu vợ và bị ai đó ngăn cản, chẳng hạn như gia đình chẳng hạn. Gia đình không cho anh ấy yêu bạn, yêu người vợ, thì người đàn ông cũng rơi vào trạng thái thất tình. Và bây giờ khi mà người vợ phát hiện ra cái chuyện anh ấy ngoại tình, anh ấy quay trở về với gia đình, thì cái cảm giác thất tình lại bị sống lại một lần nữa. Cái cảm giác không có người mình yêu, nó khiến cho tâm hồn anh ta trở nên trống rỗng vì mất đi cái người mà họ vẫn thường yêu mến. Hằng ngày vẫn thường nói chuyện, nhắn tin vui vẻ, cười với nhau, thậm chí là FaceTime nhìn thấy nhau mỗi ngày để chia sẻ mọi điều. Nhưng bây giờ bỗng chốc lại phải chia tay, không còn cái cảm giác quen thuộc đó, khiến cho người ta bị có cái cảm giác là mất đi một ai đó thân quen với mình từ lâu. Chính vì cái tâm lý đó mà khiến cho nhiều người đàn ông bỏ ăn, không ăn ngon miệng được nữa, cảm thấy ngủ cũng kém nữa. Và thực tế cho rằng có những người đàn ông xuống sắc, xấu thấy rõ luôn sau khi mà chia tay với một ai đó là tình nhân. Họ vẫn tỏ ra cái cách nói cười vui vẻ với vợ hoặc là mọi người, nhưng mà rất là gượng gạo. Điều đó thể hiện là bản thân họ bên trong đã sụp đổ những cái điều mà họ muốn và cần, họ không làm được, họ rơi vào trạng thái bí bách vô cùng. Đây có thể nói là một cái giai đoạn rất là khó khăn với người đàn ông sau khi mà chia tay, và lại càng khó hơn cho những người vợ khi mà họ phải đối diện với một người đàn ông đang yêu người khác, đang say nắng, đang bị bệnh trước mắt họ, thì rất là cần cái lòng bao dung của người phụ nữ khi mà nhìn nhận về vấn đề này. Vấn đề chính yếu là bạn cần phải giúp người đàn ông của bạn vượt qua cái giai đoạn khó khăn này, chứ không phải bạn nhìn vào họ để mà chỉ trích và làm cho mối quan hệ của các bạn diễn tiến theo cái chiều hướng tiêu cực và xấu hơn bạn nhé. Người đàn ông thực ra mà nói thì họ rất là dễ yêu và rất là dễ nông nổi hơn phụ nữ chúng ta nhiều. Do đó chúng ta là người phụ nữ phải bình tĩnh hơn họ, phải sáng suốt hơn họ, và đặc biệt là hướng họ đi đến cái lối sáng và nơi đó có bạn bạn nhé. Tâm lý thứ hai của người đàn ông trong cái việc mà họ chia tay với người thứ ba, đó chính là cái cảm giác hối hận. Phải nói rằng họ rất là hối hận khi mà phải dừng lại cái cuộc tình đó, với mình là cái cương vị người cha, người chồng trong gia đình mà lại làm sai, bị vợ phát hiện thì cái cảm giác họ xấu hổ, mắc cỡ, quê là có. Họ cũng rất hối tiếc cho những cái ngày mà họ đã từng sống bên người vợ, yêu thương nhau như thế nào. Đùng một cái, họ làm
Tất cả những hình ảnh đó tiêu tan như bọt xà phòng. Trước mắt họ là một cái sai lầm không đáng có, hoặc là bản thân họ phải đánh đổi rất nhiều trong cái trạng thái họ hối tiếc vì họ đã gây ra cái sự tổn thương cho người phụ nữ là người thứ ba, mà bản thân người phụ nữ đó đã đem lại cho anh ấy những cái cảm xúc yêu thương mặn nồng như cái thuở mà anh ấy mới lớn hoặc là đang rung động trong cái trạng thái yêu và say rất là mãnh liệt. Chính vì rơi trong cái trạng thái này mà người đàn ông cũng bị bế tắc và đau khổ tột cùng. Khi mà anh ấy vẫn biết rằng bản thân mình chưa hết tình cảm với vợ nhưng lại yêu một người mới rồi. Đó chính là những cái điều mà giằng xé trong nội tâm người đàn ông không thể nào thoát ra được, trong một cái gông cùm vô hình mà anh ta bản thân cũng không điều khiển được. Tức là lý trí và cảm xúc luôn luôn giằng xé, đứng ở hai phía kéo anh ấy như một sợi dây căng cứng ra. Và cái tâm lý thứ ba của người đàn ông trong cái việc mà chia tay với người tình, nó gần như là một cái hiệu ứng domino của cái tâm lý thứ hai. Sau khi mà bị hối hận, hối tiếc thì cái cảm giác anh ấy muốn làm đó chính là che giấu những sự tổn thương của mình với nhiều người, không chỉ riêng với vợ và với người tình của họ, mà bản thân họ cũng muốn thể hiện ra là họ không sao đâu, họ rất là ổn. Họ phải căng người lên, phải cứng người lên, phải gồng lên, tỏ ra mình rất là bình thường. Có những người đàn ông sẽ chọn cái cách là vùi mình, giải trí tại nhà, xem những bộ phim dài, chơi điện tử, hát karaoke, hoặc là nấu ăn cùng với vợ để mà chuộc lại lỗi. Cũng có người thì muốn bứt phá ra khỏi ngôi nhà của mình, đi du lịch này, đi câu cá này, đi uống bia, nhậu, hoặc là đi bar để mà cái không gian nó ồn ào, để họ đừng có tập trung, đừng có suy nghĩ đến những cái nỗi đau mà họ đang bị vướng vào. Có những người thì muốn làm lại, xây dựng lại hình tượng của mình thì họ sẽ chọn cái cách là học cái gì đó, đi làm việc, hoặc là làm những cái điều có tích cực cho cái cuộc hôn nhân của họ hơn. Nhưng mà cũng có những người đàn ông có cái biểu hiện hết sức là tiêu cực, vì khi bản thân họ sai, họ đang bị quê, họ bị mắc cỡ và cái tôi của họ rất là bành trướng, họ sẽ chọn cách tìm một mối quan hệ khác, những cái cuộc tình qua đêm, hoặc là tìm một ai đó để khỏa lấp cái nỗi cô đơn cũng như là giải tỏa những cái sự bức bối của họ trong cái thời điểm mà họ không thể tìm ra được cái cách giải quyết tốt hơn trong cái tình huống họ đang tức tối và xấu hổ nữa. Cái tâm lý thứ tư mà người đàn ông phải đối diện đó chính là cái cảm giác anh ấy im lặng, đóng mình không chia sẻ. Cái cảm giác buồn mà không nói được khiến cho anh ta chẳng biết làm gì. Có những khi người đàn ông thất tình ấy đi đến cái nơi của người thứ ba sống để mà quan sát xem cô ấy một ngày như thế nào, nhìn thấy cô ấy từ xa để biết rằng cô ấy vẫn được bình yên sau khi mà chịu những cái tổn thương anh ta gây ra cho cô ta. Đó là những cái chuyện mà nếu người vợ biết được sẽ đau lòng ra sao. Nhưng mà thực tế anh ta đang rơi vào cái trạng thái cảm thấy mình cần làm những cái điều đó để giải tỏa cho anh ta, cũng như là xem cái đối phương kia phải chịu những cái điều gì sau khi mà anh ấy nói lời chia tay và đoạn tình như vậy. Đây là một cái giai đoạn mà người đàn ông cần cân bằng lại cảm xúc của mình. Nếu bạn là vợ, bạn hãy giúp cho một người đang bị căn bệnh say đắng trở nên tốt hơn, khỏe hơn, thay vì cái việc mà bạn la lối chất vấn, hoặc là trong cái thời điểm này anh ấy cũng không thể nào mà cùng với bạn ân ái và gần gũi lại được. Rất là cần cái khoảng thời gian để cho anh ấy bình phục, giống hệt như một căn bệnh bạn nhé. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe cái phần chia sẻ của mình trong ngày hôm nay. Hy vọng sẽ gặp lại bạn trong những cái phần chia sẻ tới. Xin chào.